Cùng bạn đọc sách xin chào các bạn và các em. Chuyển đổi số đã trở thành xu hướng của thế giới và Việt Nam. Trong công tác giáo dục và đào tạo, việc hình thành nguồn học liệu mở số có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Là một trong những nhà xuất bản lớn nhất của nước ta, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã số hóa toàn bộ sách giáo khoa, một số sách bài tập và sách giáo viên xây dựng hành trang số. Hành trang số là nền tảng sách điện tử của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với sứ mệnh mở ra kho tri thức rộng lớn và hỗ trợ việc dạy và việc học tập trực tuyến của giáo viên và học sinh. Các thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh có thể truy cập website http://hanhtrangso.nxbgd.vn để đọc sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên miễn phí mà không cần đăng nhập hay mở tài khoản. Tùy theo sự quan tâm, các bạn và các em có thể có 3 lựa chọn: sách điện tử, luyện tập hoặc thư viện. Các sách điện tử được hệ thống hóa theo trật tự các lớp và các môn học. Khi chọn một cuốn sách nào đó, bạn chỉ cần click chuột đến tên sách để đọc. Với mỗi cuốn sách, người đọc có thể lật dở trang như đối với sách thông thường. Để chọn tìm bài mình quan tâm, bạn bấm xem mục lục. Với mỗi chương, phần, bạn có thể chọn bài mà mình quan tâm. Ví dụ, cuốn sách Đạo đức lớp 1, các bạn và các em quan tâm đến bài số 8, quan tâm chăm sóc cha mẹ trong chủ đề 3, quan tâm chăm sóc người thân. Bạn sẽ từ mục lục tìm đến chủ đề và chọn bài mình quan tâm. Việc sử dụng sách điện tử rất dễ dàng, các bạn và các em lựa chọn theo nhu cầu. Trong hành trang số, người sử dụng có được sự hỗ trợ rất lớn từ thư viện với các học liệu điện tử, bài giảng điện tử và chương trình chủ động. Trong học liệu điện tử, hành trang số cung cấp nhiều tài liệu gồm các định dạng, video, hình ảnh và audio. Các bạn và các em thân mến, một năm học mới đang bắt đầu trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Hành trang số thực sự là một món quà quý giá dành cho các trường, cho phụ huynh và học sinh. Cùng bạn đọc sách trân trọng giới thiệu đến các bạn và các em.